đoàn công tác đã tập trung kiểm tra về xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, trình độ đội ngũ phi công, công tác huấn luyện mặt đất, thực trạng vũ khí trang bị, những khó khăn, bất cập, biện pháp khắc phục nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo đánh giá, 4 tháng đầu năm 2020, Sư đoàn Không quân 372 đã quán triệt và triển khai đầy đủ chỉ thị, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh thời gian và triển khai huấn luyện phù hợp với thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đến nay, sư đoàn đã tổ chức bay đạt 26,3% kế hoạch năm 2020, tăng 4,7% so với năm 2019. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu đã kiểm tra thực hành báo động chuyển cấp phân đội trực ban chiến đấu tại Trung đoàn Không quân 929, kiểm tra tại các đơn vị Sư đoàn Không quân 375 và vùng Cảnh sát biển 2.